Con chào cha và cộng đoàn, con xin làm chứng cho bố con. Làm chứng cho bố con rồi, bố con tên gì ở đâu? À, bố con là Du Xe Mai Xuân Bá. Bố con là bị bệnh tiểu đường này, với lại tim mạch này, thần kinh này. Bố con là cứ chửi mẹ con suốt, chửi mà ngoa lắm, chửi tục không à. Khi mà mẹ con mới cứ cầu nguyện hoài, cái mẹ con mới mượn được cái máy hay là của ai á, 500 bài giảng về đưa cho bố con nghe. Thì bố con nghe được một thời gian, bố con sợ tội, cái đi bệnh viện nằm, cái về sợ quá, cái nói bà cho tôi kêu cha đến sức dầu cho tôi xưng tội đi, cái xưng tội, cái giờ sợ cứ 3 giờ chiều đọc kinh làm thương xót Chúa, rồi bây giờ cũng khỏi bệnh mà không chửi mẹ con nữa. Con thì được một ơn là ngày 6 tháng 9 con đau lưng, con thoái hóa đốt sống cổ này, cái con đau lưng dữ lắm, con đang đi làm mà con phải nghỉ, con không đi làm được. Thế con đến đây cũng nhiều lần, cái cha đặt tay cầu nguyện cho con, bây giờ con khỏi, con đi làm được rồi. Con khỏi đi làm hay là con... Rồi con để con đi đã đi làm được. Con khỏi rồi con đi làm, bây giờ con khỏi đi làm rồi nha chứ. Con khỏe, khỏi và con đã đi làm được rồi, phải không? Rồi, hallelujah! Con tên là gì? Con là Maria Mai Thị Mơ, ở giáo xứ Đức Tin, Gò Vấp. Rồi, con gửi cho bố con cái máy nha. Là để cho bố con giữ vững được đức tin. Ma quỷ bây giờ là nó đang điên lên. Hồi xưa là bố con nằm trong vòng tay của nó, cho nên nó điều khiển bố con la lối chửi mắng vợ con mình. Nhưng mà đâu phải bố con chửi, mà ma quỷ nó điều khiển môi miệng. Và khi mà nghe cái máy này, bố con nằm bệnh viện nghe cái máy này, bố con thấy sợ là tốt rồi. Biết kính sợ Chúa là tốt rồi. Biết kính sợ rồi sau đó sẽ yêu mến, kính sợ để không làm điều xấu nữa, và yêu mến để làm điều tốt. Nghe rõ không? Tôi kính sợ Chúa để tôi không dám làm điều xấu. Nghe lại. Tôi kính sợ Chúa để tôi không dám làm điều xấu. Vậy là đã khá lắm rồi. Nhưng mà đã xong chưa? Chưa. Chúa không muốn mình chỉ kính sợ Chúa, kính nhi viễn chi ở xa xa, không có. Nhưng mà Chúa muốn mình rằng là không phải con chỉ kính sợ ta để con không làm điều xấu, nhưng con còn phải yêu mến ta để con làm điều tốt. Mà điều tốt nhất đối với Chúa đó là gì? Điều tốt nhất mà ta có thể làm để Chúa vui nhất đó là gì? Là yêu người. Điều tốt nhất mà ta có thể làm cho Chúa vui nhất đó là yêu người. Những gì ta làm cho người khác là ta làm cho Chúa. Cho nên ta làm cho anh em mình Chúa vui lắm. Anh chị em đừng có sợ rằng là tôi làm cho người ta như vậy rồi tôi không làm cho Chúa buồn. Không. Bây giờ anh chị em đến đây mà người ta xả rác, rồi anh chị em quét rác, Chúa vui không? Vui không? Bây giờ thấy rác nó dơ, bây giờ tôi hỏi chị hay là hỏi mọi người, bây giờ ra về trong khi chờ đợi xe, biển một là chị ở lại, chị đọc kinh lòng thương xót, hay là chị cầu nguyện lời Chúa mân côi, hay là chị quét rác nhà thờ, chị chọn cái nào? Dạ, tính tự nhiên thì chắc không quét. Dạ, nhưng mà nghĩ tới lòng thương xót Chúa thì có thể làm. Có thể làm, ta thấy không, con người ta nó còn so đo lắm, nó còn tính toán lắm. Bây giờ mình phải có một cái gì dứt khoát để mình hiểu cho rõ thì mới làm được. Phải hiểu rằng là cái gì tôi làm cho người khác là tôi làm cho Chúa. Cho nên khi tôi quét một cái cọng rác, tôi nhặt một cọng rác vì lòng yêu mến Chúa, Thánh Teresa nói là có sức cứu các linh hồn. Vì thế mình đừng nghĩ rằng là mình phải cắm hoa nhà thờ còn mới có phúc hơn là nhặt rác ở nhà thờ. Mình đừng nghĩ rằng tôi phải đọc sách thánh thì tôi mới có công phúc hơn là tôi làm nhà vệ sinh.
bây giờ giữa người ta thích đọc sách thánh mà con thì không có người dọn nhà vệ sinh, con chọn đọc sách thánh hay là làm nhà vệ sinh? Dạ con chọn đọc sách thánh. Chị em thấy không? Đó, cái con người ta là như vậy đó. Con người ta vẫn cứ nghĩ rằng tôi phải làm cái gì trực tiếp cho Chúa mới là làm cho Chúa. Nhưng mà thực sự mình làm như vậy có chắc chắn là mình làm cho Chúa chưa? Chưa. Tại vì có những người đọc sách thánh chỉ để lấy danh mà thôi. Lựa người đọc sách thánh thì phải lựa những người mà có công với nhà thờ, lựa những người đại ân nhân, dù họ chả có ở trong giáo xứ của mình, nhưng mà họ ở đâu 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 đâu, họ đem tiền đến đóng góp nhiều, tức là lễ bổn mạng, lễ lớn, phải mời những người đến đọc sách thánh. Đúng hay sai? Đúng ở chỗ nào? Đúng ở chỗ nào? Đúng hay sai? Đúng, sao được mà đúng? Có tiền mà đúng à? Có tiền đọc sách thánh à? Đó. Tại sao phải như vậy? Tại sao phải chọn cái tiêu chuẩn là người đọc sách thánh, người dân của lễ, người đi rước phải là người có tiền, phải là đại ân nhân? Vậy thì cái thằng nghèo như tôi thì có bao giờ được đọc sách thánh không? Mà cái thằng đọc sách thánh giọng nó rất hay mà nó nghèo, rồi cái thằng giọng cả lâm mà nó có tiền, mình chọn ai? Cả lâm, cái bà lại chọn cả lâm. Quá trời ơi, mà còn chọn cả lâm đi đọc sách thánh, mà sao nó mới có tiền? Đó là này cũng vậy đấy. Người thích đọc sách thánh mà không chịu đi làm nhà vệ sinh, rồi thích đến lần hạt mà không chịu đi quét rác. Tôi thấy những mấy bà cứ cái mà hái mà đọc ao 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 cái rác thì không chịu nhặt, rác không chịu quét. Thì chiêm ra quét rác nhà thờ đi, chứ đó nó còn bằng bao nhiêu lời kinh. Tại vì đó là tấm lòng phát xuất từ cái lòng yêu mến Đức Mẹ. Đức Mẹ đi viết là Thánh Isa-ve, rồi mình khấn là Đức Bà xin Chúa Giê-xu đi hang đá, ta hãy xin cho được lòng khó khăn. Lòng khó khăn mà không chịu đi hót rác. Cái tính xác thịt nó là như vậy. Còn nếu như mình nghĩ tới mình làm cho Chúa thì mình phải làm. Đấy, phải như vậy. Thưa chị, lúc tính xác thịt của người ta là như vậy. Cho nên Thánh Kinh nói là các con đừng sống theo xác thịt mà sống theo thần khí hướng dẫn. Đó, đúng là như vậy. Đúng như chị ấy nói đó, mỗi người chúng ta, ai cũng vậy. Tôi cũng thế thôi. Tôi khoái đứng lên làm lễ cho tôi thường khoái đứng đi đi làm nhà vệ sinh. Có, tính tự nhiên là như vậy. Nhưng Chúa trao cho ai công việc nào, hãy làm cho trọn vẹn công việc đó, vì lòng yêu mến Chúa, chứ không phải làm để lấy le, không phải đi lễ, chứ không phải là đi lấy lệ, nhớ không? Rồi, cảm ơn con nhé, Chúa chúc lành cho con. Đây, con gửi cho con cái máy này về gửi cho ba nhé. Rồi, ông này là người ngoại đạo hả? À?